Xin chào các bạn đam mê về aquaponics. Thì các bạn có biết là trên tay mình đây đang cầm cái gì không ạ? Để giới thiệu với các bạn, trên tay mình đây là cái sản phẩm vi sinh mà mình thường xuyên sử dụng trong hệ thống aquaponics của mình. Như các bạn đã biết ấy, thì vi sinh vật là một trong các yếu tố cực kỳ quan trọng trong hệ thống aquaponics của chúng ta. Tuy nhiên là một số bạn mới chơi, các bạn mới tìm hiểu về hệ thống aquaponics, hiện nay là các bạn chưa hiểu rõ về cái vi sinh. Và thứ hai là chưa biết cách sử dụng vi sinh trong hệ thống aquaponics như nào. Thì hôm nay thì trong khuôn khổ video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn là lựa chọn mua được hai chủng vi sinh quan trọng nhất trong hệ thống aquaponics, và sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng và những lưu ý khi sử dụng chúng như nào. Trước khi sử dụng vi sinh thì chúng ta nên tìm hiểu qua về hai chủng này. Thì trong hệ thống aquaponics ấy, thì hai chủng này nó đóng vai trò quan trọng trong cái chu trình nitơ. Nó giúp chuyển hóa NH3 thành NO2 và NO3. Hai cái chủng vi sinh này chính là Nitrosomonas và Nitrobacter. Thì con chủng vi sinh Nitrosomonas thì nó giúp xử lý NH3 chuyển hóa thành NO2. Và còn chủng vi sinh Nitrobacter thì nó giúp chuyển hóa NO2 thành NO3 và tạo ra dinh dưỡng trong hệ. Vậy khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái hai chủng vi sinh này? Bình thường ở trong hệ thống ấy thì chúng ta không cần bổ sung, thì nó cũng tự xuất hiện trong hệ vào khoảng 28 đến 30 ngày thì chúng sẽ xuất hiện trong hệ đó. Nhưng tuy nhiên là chúng ta sẽ sử dụng chúng trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta khi mới khởi động chu trình nitơ thì chúng ta muốn rút ngắn cái thời gian hoàn thành chu trình nitơ ấy, thường thường là từ 28 đến 30 ngày, thì chúng ta phải bổ sung cái vi khuẩn này vào ngay ngày đầu tiên chúng ta khởi động hệ thống đó. Đấy là trường hợp đầu tiên là chúng ta cần sử dụng. Và trường hợp thứ hai nữa là chúng ta cần sử dụng là gì? Đó là trường hợp khi hệ thống của chúng ta bị yếm khí. Cái việc yếm khí này làm cho việc chuyển hóa NO3 trong hệ bị yếu đi, do đó chúng ta cần phải bổ sung các chủng vi sinh này vào trong hệ để cải thiện lại hệ thống. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình này, trong trường hợp mà hệ thống chúng ta bị yếm khí ấy, thì trước khi bổ sung vào thì chúng ta phải xử lý hết các cái vấn đề về yếm khí đó. Thì sau khi chúng ta xử lý xong thì chúng ta mới nên bổ sung vào. Bởi vì nếu như trong hệ chúng ta còn yếm khí ấy, khi chúng ta bổ sung vào thì sẽ giảm hiệu quả của cái chủng vi sinh này. Đó là hai cái trường hợp mà chúng ta sử dụng đó. Rồi còn về những cái vấn đề lưu ý khi sử dụng vi sinh này là gì? Thì bản chất của những cái hai chủng vi sinh này ấy, thì nó là cái vi sinh vật hiếu khí. Do vậy thì chúng ta cần bổ sung oxy để chúng hoạt động. Nên sau khi bổ sung vào hệ thống các bạn nhé, các bạn nhớ này, là các bạn nên tăng cường sục khí cho bể cá và toàn bộ hệ thống. Đấy, và nếu cần thiết chúng ta tăng lưu lượng dòng chảy. Nếu chúng ta bổ sung hai chủng này vào hệ thống ấy, mà không bổ sung oxy ấy, thì chúng sẽ lạnh tranh oxy của trong hệ thống và cá sẽ bị ảnh hưởng. Đó, đấy là cái trường hợp mà chúng ta cần lưu ý. Thì những chủng này ấy, chúng ta mua ở đâu? Thì mình thật sự là mình không bán cái sản phẩm này. Thì mình thấy trong quá trình mình sử dụng mình thấy nó hiệu quả thì mình chia sẻ cho các bạn, thì các bạn mua thôi. Đấy, như này, trong gói này là đây là cái chủng mình sản phẩm của công ty gấu vàng đấy, poly bạc đây, 1002 đây đó. Đây là mình cái mã này mình hay sử dụng, bởi vì các bạn xem này đấy, ngoài các chủng bacillus ra đấy, lactobacillus này là cũng có lợi cho cá này, thì ngoài ra cũng đây là cái nấm men rượu này. Thì nó có hai chủng đấy các bạn này, đấy Nitrosomonas và cái chủng Nitrobacter đây. Thì cái mật độ của nó tương đối cao. Đấy, các bạn cho chú ý so sánh đây. 8 x 10 mũ 7 ấy. Đó, khi chúng ta mua vi sinh ấy, chúng ta sẽ phải chú ý đến hai con chủng này. Đấy, mật độ càng cao thì càng tốt các bạn nhé. Đó, đây là một gói này, mình không nhớ là chính xác là hồi xưa mình mua là nhiều hơn 200.000 hay sao ấy. Dùng rất hiệu quả đấy, không phải lúc nào các bạn cũng sử dụng các bạn nhé, nó gây lãng phí. Đây các bạn chỉ sử dụng trong hai trường hợp như mình vừa nói ở trên đấy, đó là chính là khi chúng ta bắt đầu khởi động hệ thống này, và thứ hai là khi hệ thống của chúng ta bị yếm khí này đấy, chúng ta sẽ phải bổ sung hàng đấy. Thôi vậy thôi, đến này thôi thì mình xin dừng video tại đây. Hy vọng là những thông tin này nó có ích cho các bạn. Nếu các bạn mà xem mà thấy hay ấy, thì đừng quên like cho mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái thông tin mới mình sẽ cập nhật trên kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.